Anh hỏi chuyên gia là em muốn hai chồng muốn đầu tư miếng đất ở ở thành phố mà hay ở tỉnh giáp giáp thành phố để cho con thuận tiện đi học á, thì không biết hai chồng cũng tiết kiệm khoảng cỡ 800, thì nên về Covid này thì anh hay chuyên gia thì nó bất lợi hay thuận lợi để mình đầu tư á. Mình đầu tư thì đầu tư vào đất nền hay đất chung cư hay nhà chung cư hay là quy hoạch dự án gì đó, dự án của công ty á. Anh Thảo ơi, cho em hỏi là con của anh là hiện nay đang học đại học à, hay và học ở khu vực nào ạ, quận nào ạ? Nó đang đang học ở gì đại học ở quận 12, nghe quận 12 đó. Dạ. Như vậy là khả năng anh mua cái vùng đất cái hướng đằng đó. Như vậy thì anh có khoảng 800 triệu á, thì theo em là anh rất khó có thể mua được được đất ở trong khu quy hoạch. Tại vì đất ở trong khu quy hoạch thì bây giờ em nghĩ là thấp nhất ở cái vùng ngoài ngoại ô giáp giáp của quận 12 á, thì nhiều khi nó khoảng độ anh với 800 triệu anh mua được miếng khoảng độ 6 70 mét vuông với giá khoảng 15 triệu 10 12 13 triệu một mét, thì 12 13 triệu một mét bây giờ thì anh chấp nhận mua ở ven thành phố Hồ Chí Minh, chứ còn đất trong thành phố Hồ Chí Minh thì không còn giá này nữa. Như vậy là anh sẽ đầu tư, nếu con anh ở quận 12 và sau này có thể cháu nó sẽ làm việc ở cái phía bắc của thành phố như vậy. Đấy, quanh quanh đấy, tại vì thường là có một thói quen là học ở khu vực nào thì rất dễ xin việc ở cái khu vực đấy. Thông thường là như vậy, thói quen như vậy. Thì anh mua có thể mua ở Long An giáp danh khu vực phía 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 tây bắc của thành phố anh ạ. Ví dụ như là Đức Hòa, nhưng mà ở đúng trên Đức Hòa thì đúng là từ từ Bến Tre lên thì nó cũng hơi xa, nhưng mà con anh thì đi vào quận 12 và Hóc Môn. Vậy mua Củ Chi được không anh? Anh mua Củ Chi cũng được ạ, nhưng đi thì vâng, anh mua Củ Chi đi ạ. Kiểu Củ Chi thì hiện nay cũng mười mấy triệu một mét, thì anh mua được nền khoảng độ 800 thì anh mua được nền khoảng 60 mét vuông gì đó. Anh mua nếu mà tốt nhất là anh vô mua, mua trong dân ấy ạ, mua đất trong dân thì nó rẻ hơn, chứ đất dự án thì em nghĩ là 800 triệu thì hơi khó. Thì anh tìm ở vùng vùng Củ Chi là em thấy là với giá 800 triệu thì mua được một nền đó anh. Anh chịu khó hôm nào anh lên thành phố, lên chỗ con gái á. À, con anh đang học á, rồi hai cha con phóng cái xe máy lên Củ Chi đi 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 lùng đất, thì miếng nào mà anh thấy thuận mắt mà vừa tiền thì anh mua. Theo em là từ Củ Chi xuống quận 12 thì cũng gần. Mà đất mua đất nền là dân thì Đất của dân thì anh cứ miễn là họ, thứ nhất anh phải hỏi cho em là có cái sổ đỏ riêng cho cái sổ do cái cho miếng đất hay không. Nếu mà cái sổ đỏ chung miếng đất đó cộng với vài miếng đất khác thì anh đừng mua, cho nó đỡ phiền phức. Tại vì cụ thể ra thì em nói cụ thể thì nó dài, nhưng mà tóm lại là cái mảnh đất đó nó phải có một cái sổ riêng cho nó, màu đỏ màu hồng đấy, bây giờ nó là màu hồng, và cái miếng đất đó phải là miếng đất thổ cư anh ạ, tức là cái trong cái sổ đó nó ghi là đất ở nông thôn hoặc đất ở thành thị gì đó, phải có chữ đất ở thì anh ạ mua. Còn nếu nó là đất nông nghiệp thì rồi anh phải đi xin chuyển mục đích các thứ lằng nhằng, rồi nhiều khi không chuyển được rồi thì rất khó. Anh rồi cái hiểu ý trường không ạ? em hiểu, nhưng mà cái trường hợp này thì mình đầu tư vào mua chung cư nó tiện không ta? Anh mua chung Chung cư cư thì nó có cái thế này, 800 triệu thì thực ra anh cũng không mua được chung cư. à, mình giải thi mình em. Vay thì nhiều khi nó bị nặng ra. Em theo anh bây giờ con anh sắp tốt nghiệp chưa? Nào nó mới là năm nhất rồi. Năm thứ nhất thì anh bây giờ anh cứ mua đất đi. Đến bao giờ nó ra trường là 5 năm nữa, 4 năm nữa cháu mới ra trường, rồi xin việc phải mất 5 nữa là thành 4 năm, là 5 5 năm. 5 năm nữa thì lúc ấy miếng đất của anh bán đi là cũng đủ quay lại mua cái chung cư, em nói thiệt đấy. Anh mua đất trước đi. Bây giờ anh mua chung cư cháu nó đã ở đâu mà thật sự anh lại còn phải vay mượn nữa, nó vất vả ra. Anh cứ mua miếng đất Củ Chi đi, miếng đất nào mà đúng thổ cư mà có sổ đẹp á là hợp lý. Rồi cái em có đi coi được vài miếng mà nó chấm cái dính chấm đỏ ở ở chấm 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 đỏ là cái chấm là chấm cái gì ta, ở Chấm đỏ trong ở đâu anh? sổ á, trong sổ sổ hoa sổ hồng sổ đỏ, Nó chấm ở chỗ chấm nào anh? chấm ở ở góc Trải lên. góc. À, cái đấy là người ta đánh dấu thôi anh ạ. Bây giờ này, người thông thường người dân á, bây giờ sợ là đưa sổ đỏ ra ngoài thì bị người khác làm giả sổ đỏ. Tức là hiện nay họ làm giả sổ đỏ rất tinh vi, đâm ra là người người dân thường rất hay đánh dấu một cái dấu gì đó bí mật chỉ một mình biết ở trong cái sổ đỏ đó bằng một cái chấm ở đâu đó. Thế sau này mà đến lúc mà đưa sổ đỏ cho người khác mà nhận về là người ta sẽ nhìn xem đúng cái chấm nó nằm ở chỗ đó không, người ta mới nhận. Nếu không là sợ bị đưa lại sổ đỏ giả. Cái những cái dấu chấm nó không có ý nghĩa gì hết anh ạ, chỉ là người chủ người ta đánh dấu thôi. Mình mua đó mình mua
mua mua mua trước khi mua thì anh phải anh xin cái bản photo đó, anh lên cho ủy ban xã anh hỏi cán bộ địa chính ấy, ngày nào người ta ngồi đấy người ta tiếp dân, anh hỏi là cái sổ này mà tôi mua thì có gặp vấn đề gì về pháp lý không anh, thì người trách cán bộ địa chính người ta sẽ biết hết và người ta cho anh lời khuyên. Mà tỉnh mình đã ở tỉnh miền Tây mình đứng tên ở thành phố được ta. Theo em được biết thì là được anh ạ. Được hả? Vâng. Được làm thủ tục nó có phức tạp không? Không ạ, nhanh thôi ạ. Miễn anh có chứng minh thư và hộ khẩu. Rồi trong trường hợp mình là làm xong mình xin số nhà, cái nhà xin số nhà. Được, hoàn toàn bình thường anh ạ. Tại vì nhiều người ở tỉnh vẫn mua, tức là chúng ta ở trong đất nước Việt Nam này thì chúng ta cứ mua ở tỉnh nào cũng được phép hết. Dạ, chỉ có anh mua xe máy á, hoặc là đăng ký ô tô hoặc xe máy á, thì mới phải tỉnh nào theo tỉnh đó thôi. Còn đất đai thì anh được mua nơi này anh mua sang nơi khác được. Trừ khi anh mua đất lúa thì anh phải chứng minh là anh có đất lúa ở tỉnh đó rồi. Nói chung phức tạp nhưng mà thôi anh mua đất thổ thì không nói chuyện đất lúa nữa. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh nhé, chào anh Thảo. Dạ. Yeah.